trong A Tỳ Đàm bài 2 sư có nói tâm là cái biết cảnh nhưng không có bộ nhớ. Cảnh quá khứ thì hướng tâm về quá khứ để biết. Cảnh tương lai chưa đến thì không biết. Câu 68 trong bộ mi tiên vấn đáp có nói nhớ lại được là do trí nhớ, ký ức là nơi ghi chép chuyện quá khứ. Chức năng của trí nhớ là nhớ lại các việc trong quá khứ. Chức năng của tâm là nhận thức, suy nghĩ, nhận biết, chụp bắt gom thâu. Mong ừ, sư hoàng nghĩ giải đáp trí nhớ có phải là tên gọi khác của tâm khi hướng về quá khứ không? Tâm có biết cảnh, tâm biết cảnh nhưng không có bộ nhớ thì hợp với tâm tướng về ký ức theo bản dịch của hòa thượng giới nghiêm được hiểu là như thế nào? À, hay là có sự nhầm lẫn chăng? Cảnh tương lai chưa đến thì tâm không biết vậy bằng cách nào? một vị a la hán lục thông hay một vị a la hán trên đẳng giác hướng tâm đến tương lai biết chuyện tương lai và chắc chắn sẽ ra với một chúng sanh nào đó. Và như vậy có giống với thuyết định mệnh an bài sẵn hay khác nhau về điều gì? cái tâm là cái chích tá. Còn cái nhớ là cái sa tí. Ừ thì ở trong a đàm nó có một cái tâm sở là cái tâm sở niệm tức là cái sa tí ờ, thì cái cái tâm sở nó là một cái một cái tính chất của tâm một cái đặc tính của tâm ví dụ như đặc tính của muối tính, tính chất của muối là bao gồm mặn nè à, Uh, nếu như mà nó ở cái uh, thể khô thì nó là chất rắn nè uh, và cái uh, đấy và nó nó uh, uh, có một vài cái 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 đặc điểm nữa thì uh, nó là đặc điểm của cái hạt muối ừ. hoặc là đặc điểm của lửa uh, lửa có nhiều đặc điểm mà một trong số đó ví dụ như uh, không có hình dạng cố định rồi uh, có nhiệt độ uh, Đấy Thì uh, đó là đặc điểm của lửa Cũng vậy Cái tâm sở niệm á Là đặc điểm của tâm Nhớ dùm nha Nó là đặc điểm của tâm uh, Có chức năng uh, Ghi nhớ Ghi nhận à. uh, Cho nên uh, cái chích tá và cái sa tí nó nó khác nhau và khi mà mình phát triển cái cái đặc điểm này đấy, đặc điểm của chích tá đó, thì mình có thể nhớ được cảnh quá khứ bởi vì khi cái tâm của mình ấy, khi tâm ấy, nó hướng đến cảnh quá khứ khi tâm nó hướng đến cảnh quá khứ thì cái chích tá đó, cái đặc điểm cái đặc điểm của tâm là khi đó nó cái 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 sa tí nó có đặc điểm là nó gợi nhớ lại nha nó có đặc điểm là nó gợi nhớ lại à, thì nó thuộc về cái đặc điểm của tâm ừ, tức là mình gọi là nó là tâm sở đó nếu mũ gì học a thì đàm thì nó thuộc về tâm sở à, thì mỗi một tâm sở nó có một cái chức năng riêng và cái um, tâm và tâm sở đó nó uh, nó không có đánh đồng với nhau nhưng mà nó giống như uh, cái hạt muối ha, hạt muối và tính chất mặn của muối thì nói nó là một thì cũng không đúng nhưng mà mình tách nó ra thì cũng không được bởi vì nếu mà tách cái tính chất mặn ra khỏi viên muối thì cái muối nó không còn gọi là muối nữa uhm. cho nên uh, cái tính chất của tâm và tâm sở là nó đồng xanh đồng diệt tức là có cùng một lúc mất cùng một lúc à cùng nương một vật cùng biết một cảnh đấy À, còn cái việc mà biết cảnh tương lai đó, cảnh tương lai á, thì nó lại là một cái vấn đề xét về mặt kỹ thuật á, thì nó cũng gần như vậy, gần như vậy. À, bởi vì um, lấy ví dụ như khi mà một một vị mà chứng thần thông á, mà muốn biết cảnh quá khứ á, thì trong số đó có một cách như sau, tức là vì đó sẽ quan sát cái quả của cái việc hiện tại này là do nhân gì của kiếp quá khứ. Và từ cái việc đó, đó, vì đó có thể biết được là quá khứ đã làm cái nhân gì để cho cái quả của cái việc hiện tại. Nó giống như là một cái sợi dây, một sợi dây mình chia ra uh, quá khứ, hiện tại, vị lai thì hiện tại cái vị này có thần thông á vị này quán coi lý do gì lý do gì mà có cái quả này thì vị đó sẽ dò dò cái nhân à quá khứ thì, thì ra quá khứ mình đã làm cái nghiệp này cho nên mình mới phải chịu cái quả này ừ. à, tương tự như vậy khi mà một vị có thần thông muốn biết một việc mà tương lai đó thì việc này cũng dò do... có nhiều cách ha mà một trong số cách đó được mô tả trong kinh đó là gì do cái việc làm hiện tại này nó sẽ cho kết quả gì trong tương lai đấy thì ví dụ như ừ, cái việc ví dụ như là một một ông quan đại thần mà nói một vị a la hán là đi đứng như con khỉ Đức Thế Tôn ngay lập tức biết cái quả của cái nghiệp hiện tại này nó cho à, cái 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 nhân của cái nghiệp hiện tại này nó sẽ cho cái quả gì của tương lai thì dựa vào cái nhân này nè Đức Thế Tôn biết được biết được à, là nó sẽ cho cái quả là vị này nếu như không xăm hối đó, thì vị này sẽ thành con khỉ và con khỉ đó, vào lúc nào đức thế tôn biết ngay lập tức ở chỗ nào ngài biết ngay lập tức cứ như vậy rồi cứ như vậy mà tính tới cứ như vậy tính tới à, thực tế thì nó có thể nó nó phức tạp hơn nhiều nó phức tạp hơn nhiều à, ví dụ như à, một à, khi mà một vị à, bồ tát được thọ ký thì đức thế tôn à, sẽ à, bị chánh đẳng giác sẽ quan sát coi là con người này nè họ đã tạo những cái nghiệp gì ở trong quá khứ và họ đã gieo những cái nhân gì và những cái nhân này nè nó sẽ cho cái quả gì và khi mà nó chỗ quả như vậy đó thì với cái tiến trình tâm của chúng sanh này đó họ sẽ có phản ứng như thế nào và nó sẽ cho cái quả như thế nào à, tuy nhiên quý vị có thể hiểu lầm một cái việc đó là cái việc mà thọ ký nó khác với định mệnh bởi vì cái việc thọ ký tức là một chúng sanh đó đó nói như thế nào tức là họ kết quả nó là cái chuyện đương nhiên này. kết quả là chuyện đương nhiên này xin à, lấy xin lấy ví dụ như bản thân mình bản thân mình à, chưa từng à, tiếp xúc với máu của người khác trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc trong bất kỳ trường hợp bệnh tật nào à, rồi à, mình à, chưa hề có bất kỳ một cái mối quan hệ à, nào với bất kỳ cái mối quan hệ giới tính nào với bất kỳ một người nào khác à, mình cũng không có tiêm chích ma túy à, bố mẹ của mình thì cũng không có bị hiv thì tự nhiên khi mà cái việc cần thiết để mà mình muốn lấy một kết quả xét nghiệm ví dụ như mình chuẩn bị kết hôn thì mình muốn có một kết quả đó để cho cái người bạn đời của mình yên tâm thì mình đi lấy nhưng mà tự mình biết hoặc là khi mà hỏi ra thì ông bác sĩ chưa cần phải chờ xét nghiệm chưa cần chờ xét nghiệm là biết là cái anh này hoặc cái cô này thì làm gì có chuyện bị nhiễm tức là trong quá khứ mình chưa từng làm bất kỳ một cái chuyện gì nó đưa đến cái nguy cơ lây nhiễm thì làm gì có cái chuyện là mình sẽ bị nhiễm cái đó là cái chuyện đương nhiên không cần phải bàn cãi chứ mình không thể nào nói cái chuyện mà anh không bị nhiễm cô không bị nhiễm à, kể từ cái lúc mà cũng ngồi đó làm bác sĩ có như định mệnh rồi định mệnh là không nhiễm không, không đúng nó thuộc về nhân quả à, không cho nên ý, một vị bồ tát chánh đẳng giác à, thì vào cái giây phút á, mà đáng xứng đáng để đức phật thọ ký hoặc là một vị đại Thinh văn vào giây phút mà xứng đáng để đức phật thọ ký đó thì họ đã cái kiểu là cái nghiệp của họ đó họ không có thay đổi nữa họ không thay đổi nữa nên họ không thay đổi nữa À, chính bởi vì lý do đó, đó, cái việc mà họ đạt được cái mong muốn ấy, ví dụ như bốn uh, 4 a tăng kỳ và 100.000 đại ký về sau chứng đắc đạo quả hoặc là một a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp sau sẽ chứng đắc, chứng đắc đạo quả thì cái chuyện đó nó thuộc về cái chuyện đương nhiên và nói cho quý vị nghe cái việc uh, Đức Phật Thọ Ký đó, nó nó giống như là một cái thông lệ ha chứ nó không phải là một thủ tục giống như nó là cái thông lệ chứ không phải là thủ tục thủ tục có nghĩa là không có thì không được nhưng mà thông lệ đó tức là thường thì sẽ làm như vậy nhưng mà không có cũng không sao nghĩa là giả sử như bồ tát xuống mê thá à, không có được đức phật thọ ký phật nhiên đăng thọ ký thì bốn ma tăng kỳ 100 ngàn đại kiếp về sau với cái cách tu tập như thế với những cái ba la mật gì đó đã vung bồi như thế thì cũng sẽ chứng đắc đạo quả thôi Đấy. tức là đến cái giai đoạn đó, đó thì cái sự xuất hiện của một vị chánh đẳng giác à, mà mình dùng cái từ là thọ ký đó nó thuộc về cái thông lệ nha thuộc về thông lệ chứ không phải là thủ tục nó khác hoàn toàn với cái chuyện là à, kiểu là tiền định thì không phải, ừ. và cái chúng sanh cũng vậy thôi. Khi mà mình đã tạo nghiệp, khi mình đã tạo nghiệp thì chắc chắn nó sẽ cho quả. Mình không thể nào nói là tiền định được. Cái tiền định là như thế nào? À, tiền định á, là cái kiểu là một cái chúng sanh á, là nó có một cái bản số phận rồi, do một cái người nào đó, do một cái người nào đó ghi lên. Ví dụ như À, cái người này à, à, con con ông sáu cháu chú ba à, con rể của dì bảy của à, cậu của mợ được của nhóc của con chó kế nhà kế bên à, thì thương nó cho nó cho nó thọ à, cộng thêm 10 năm à, còn cái đứa này hôm qua thì nó mới sủa mình à, thì thôi giảm thọ nó một năm thì chuyện nó không có cái định mệnh là cái kiểu mà mình gọi là nó có cái bảng số phận là năm này tháng này là anh phải gặp cái chuyện này à, và anh không thể nào anh thay đổi được cái chuyện đó chuyện nó không đúng nhớ nhỉ. nghiệp và quả của nghiệp nó khác với định mệnh ừ. bởi vì nghiệp và quả của nghiệp á à, mình là người tạo ra và mình là người thừa hưởng còn cái định mệnh á à, ai tạo ra là cái đấng nó trển cái đấng nó trển tạo ra ấy mình là chỉ có chịu trách nhiệm là mình à uh, trời cho sao thì mình uh, dạ thôi ha, nó gọi là trời kêu ai nói dạ. Đấy, rồi uh, không thay đổi được. Ví dụ như cái số mình là nghèo là mình phải nghèo thôi. Còn cái số mình họ cho mình cái số là phải đi ăn trộm là mình cứ phải đi ăn trộm thôi. Họ cho mình cái số là mình uh, uh, phải uh, uh, coi coi như là làm cái chuyện này làm chuyện kia thì mình cứ vậy mình phải làm thôi chứ mình không mình giống như con rối bị giật dây gì đó mình không có bất kỳ một cái quyền tự do tự quyết nào hết đó là điểm khác biệt